Chào mọi người, hôm nay video hôm nay mình sẽ nói vấn đề đó là khi nhím bị stress đó là các bé nhím tự nhiên chạy vòng vòng tròn như thế này thì chúng ta xử lý như thế nào nhé. Đó, bé nhím của mình ăn uống bình thường, có điều là em cứ chạy vòng tròn vậy đó. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Em mới chạy vòng tròn này, chúng ta xử lý như thế nào nha. Thì nguyên nhân có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nếu mà các em bé nhiễm bị như thế này á thì chúng ta nên làm một cái nhà ngủ cho các em bé. Mới chạy vòng vòng này, chúng ta bấm quả trứng khủng long vào. Chạy em ba, em bị stress á mọi người. Nhưng chạy em ba sẽ cải thiện rất là nhiều. Chúng ta chạy em ba. Yeah.